tục bằng lấy cục bột này. Chút đầu tiên thì mình sẽ áp sát vào cái phần đầu tiên thì mình sẽ áp sát xuống nha, để khi mà mình lấy cục bột thứ hai mình nó on bay xuống nó không có bị gồ về và nó không có làm mất thẩm mỹ của cái móng ha. Đó nha, mình đặt sát xuống luôn, đặt sát cục bột xuống luôn nha. Đó, tạo cho cái form móng nhìn nó chuẩn chỉnh một chút ha, đừng làm cho nó dài quá. Rồi bắt đầu thì mình sẽ kiểm tra cái độ dẻo của bột và vuốt theo cái form móng ha. Vuốt theo cái form móng của khách nha. Rồi mình cần chỉnh lại cái phần shape một chút cho nó đẹp. Rồi bắt đầu mình sẽ làm một ombre ha. Đầu tiên mình lấy một cục bột này, bột ombre một màu này ha, lạc ven, và sau đó mình bắt đầu mình sẽ di chuyển cục bột dần dần xuống ha, tranh thủ nó đang ướt thì mình vuốt nó luôn. Tranh thủ nó đang ướt thì mình vuốt nó luôn ha. Đừng có đợi cho nó khô quá, đợi cho nó khô quá vuốt là nó không đi được cái bột bột màu á, nó sẽ không tạo được cái hiệu ứng ombre cho mình đâu. Rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục. Rồi cục thứ hai dùng để làm gì? Dùng để mình cover lại cái móng luôn đó. Dùng để mình căn chỉnh lại cái cuticle cho nó tròn đầy đẹp ha, và dùng để che đi cái phần bột ban đầu ha. Chuẩn bị cái cục thứ hai dùng để làm mình sửa lỗ lại đó. Cục thứ hai dùng nó đúng hơn là dùng để che đi những cái xấu của cục đầu tiên ha. Đẹp luôn. Rồi sau khi xong thì mình cover lại một lớp clear này để nó che đi cái phần mà ombre ha. Khi mình vuốt nó không có bị cái nó gọi là bị gì, bị bay màu cái phần ombre đi ha. Rồi căn chỉnh lại cái shape cho đẹp chút. Rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp tục ngón này là mình tiếp tục mình lắp ombre tiếp ha. Rồi lấy cục bột này ha, chờ cho nó bóng hẳn lên ha. Màu này cũng tương tự như cái màu neon xanh gì đó, nhưng mà đặc biệt một cái thì mình đắp của Sealand thì nó không có bị marble nha anh chị em. Những cái màu neon nó không có bị marble nhiều. Cá nhân mình đắp thì mình thấy vậy, đắp sao nói vậy thôi, không quảng cáo nha. Cái màu neon nó rất là trong, nó rất là đẹp luôn. Nó cũng dễ đắp nữa ha, nó rất là dễ, bộ rất là dễ. Rồi bắt đầu mình sẽ kiểm tra cái độ dễ của bột và sau đó mình sẽ vuốt theo cái form shape ha. Đó. Vuốt theo cái form shape này, căn chỉnh lại cái shape một chút chiếu. Khi mình làm xong mình cũng có phải tốn thêm cái thời gian mà đi vuốt lại, rất là mất công. Rồi tiếp tục lấy một cục để ombre này, thấy không, đặt lên cái phần này ha, đặt lên. Rồi bắt đầu mình sẽ tém nhẹ xuống ha, vuốt nhẹ nó xuống này,
để cho cái màu nó vàng ra ha. Để cái màu nó vàng ra. Rồi bắt đầu cục thứ hai. Cục thứ hai là dùng để sửa lỗi cục thứ nhất và nó cover lại hết luôn. Đặt lên nha. Đó. Di chuyển cục bột lên phần critical này. Tuốt xuống ha. Tuốt xuống ha. Đó. Thấy chưa? Ra luôn cái phần ống ray rất là đẹp luôn. Rồi bước tiếp theo thì mình sẽ cover lại với một lớp clear. Để khi mà giũa nó không có bay màu cái phần ombre đi. Đó. Đặt lên này ha. Đó, mình cũng vuốt nhẹ xuống thôi. Đó. Vuốt nhẹ xuống này. Đó. Đẹp luôn. Ok. Tiếp tục nha. Nói cục bột này ha. Cho nó bóng hết đây nè. Bóng hết đây này. Rồi thả dọc này. Đếm nha. 1, 2, 3. Thả này. Mình lấy lại hơi ít nước. Hơi ít nước không sao cả. Sát vào cái phần móng nha. Hello, hello mọi người. Rồi bắt đầu mình kiểm tra cái độ dẻo của phần bột và bắt đầu mình sẽ vuốt nó đi nha. Vuốt theo cái form shape nha. Nhìn sao cho nó đều, cho nó đẹp nha. Cái shape để cho nó đẹp. Rồi bắt đầu mình làm ombre nha. Lấy cục bột này ha. Đặt lên, lấy cục bột nhỏ thôi. Đặt lên. Đó, trong lúc nó đang ướt thì mình sẽ di chuyển từ từ nó xuống này. Vuốt hết xuống luôn ha. Đó, mọi người thấy không? Cái màu nó lem lên luôn, thấy không? Rồi, cục thứ hai. Đặt lên ngay phần critical luôn. Cục này thì mình không có cần phải lo về cái phần mình lem xuống nữa. Chủ yếu là mình lo cái critical thôi. Đó. Tại vì cái phần lem thì cái cục đầu tiên nó lo cho mình rồi ha. Cục này là để mình cover cái phần kia cổ thôi cho nó đẹp. Rồi cho một lớp clear để nó bảo vệ cái phần ombre ha. Đó, đẹp không?
tục nha. Cái cục bột này ha, đập cho nó nằm xuống. Bột nó đang chảy thì mình cứ chờ ha, không sao hết, cứ từ từ mà chờ. Đó, hãy bột nó vào. Rồi bắt đầu mình cảm giác này, bột bắt đầu nó xe lại rồi ha, bắt đầu mình sẽ vuốt này. Rồi là cục bột vậy này. Mình từ từ thôi, nói gì đâu nhắm. Thời gian mình còn nhiều mà. Rồi cục thứ hai này. Thoa vừa nó lại ha. Vuốt xuống này thấy không? Vuốt xuống này thấy không? Thấy không? Tự động nó đang on-ray luôn, rất là đẹp luôn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tạo cho nó cái shape này ha, tạo cái shape cho nó. Đó. Đó. Tạo lại cái shape cho nó, bên này bự đúng không, bự thì mình ém nó vào. Đó. Tạo cái shape cho nó để xíu mình không có phải tốn thời gian để mình vuỗ nhiều nha. Là cục bột lên này ha, dây chuyển nó lên. Mình sẽ kiểm tra cái độ dễ của cục bột này ha. Rồi dùng bụng cỏ trắng đầu móng. Đầu tiên mình on ray này ha, đặt ngay cái phần nấu móng luôn. Tranh thủ đang ướt đúng không, mình sẽ di bột dần dần xuống này, di bột dần dần xuống này, đó di dần dần xuống này, rồi mình sẽ lem nó ra ha, lem nó ra, đó, thấy không, cái màu lem nó rất là tươi luôn. Tiếp tục đặt cục bột vào lên,
cover lại với một lớp clear. Đặt ngay cái phần mà nó ombre luôn. Chọc cái tay xuống ha. Rồi trắng là mỏng nha. Lấy bột dư ra nè. Ha. Rồi sau khi xong rồi thì mình sẽ rồi món này thì mình sẽ đắp với màu nút ha, đắp với một màu thôi. Chị em nhìn thấy không, màu nút rất là đẹp luôn ha. Rồi đặt lên móng này ha, đếm nha, 1, 2, 3 thả này ha, dí cục bột nó lên phần cuticle và hai bên khóe móng này thấy không, đó di chuyển nó lên, chắp cái tay khách xuống này ha. Rồi bắt đầu mình sẽ căng chỉnh cái phần xếp sao cho nó vào, cho nó đều, cho nó đẹp ha. Đó, hai bên dưới này, rồi dùng cái mũi cọ này lên hai bên mũi cọ đây ha. Rồi căng chỉnh lại cái xếp, rồi bắt đầu mình sẽ kiểm tra cái độ dẻo của bột rồi hãng vuốt ha. Thấy không? Đẹp không? So, do you think you want a flower on this or this? This? Oh, okay. Rồi, tiếp tục ha. Lấy cục bột này, chờ cho nó bóng lên hết ra. Đặt lên này, thấy không? Đếm nha, 1, 2, 3, thả. Rồi mình sẽ dùng cái mũi cọ này di bột từ từ lên cái phần cuticle và hai bên khóe móng nha. Di bột từ từ lên phần cuticle và hai bên khóe móng này. Rồi bắt đầu mình sẽ dùng bột hơi cứng ha, hơi cứng thì mình sẽ dùng cả cái thân cọ luôn, cả cái thân cọ để mình di chuyển cục bột nó đi luôn ha. À, tại vì mình để ở ngoài nó hơi lâu nên thành ra cục bột nó sẽ cứng nhanh. Rồi ha, cứng thì mình sẽ có cách khắc phục của cái cứng ha, chứ không có phải là bào chữa gì hết. Đó, nếu cứng quá thì mình dùng cả cái bông cọ để mình vuốt luôn. Không sao cả. My thing is, why people doesn't find it until you absolutely know that, like, all these things are right now. That, like, all these things are right now. I don't get it. Rồi. Món này thì mình sẽ đắp màu đen ha. Mình sẽ đắp với màu đen. Mình đắp với màu cam chứ, sao vậy mọi người? Rồi mình di chuyển cục bột từ từ lên phần cuticle và hai cái khóe móng.
nghe con khách nói chuyện chào cái mình bị líu giọng á mọi người. I guess messing with you. I can't tell if you tell when I'm serious or playing, so no, I don't think I'm telling you. What doesn't matter? Why doesn't it matter? Okay. Rồi tiếp tục món cuối cùng ha. Bật lên đếm nha, 1, 2, 3 thả. Di chuyển cục bộ bằng mũi cọ này. Di chuyển lên phần critical và hai bên khóa móng ha. The ships go forward and backward. The ships can go forward and backwards. Rồi, bắt đầu mình sẽ kiểm tra cái độ dẻo của cục bột và sau đó mình sẽ vuốt sau nha anh chị em. Đó, nằm xuống xíu này. Hất tay qua bên trái, hất tay qua bên phải ha. Cho bột nó nằm xuống. Rồi sau đó mình sẽ vuốt bột sau nha. Thấy không? Những cục bột nó nằm yên thấy ngon không? Rồi, khách nó kêu mệt rồi, mình cũng mệt luôn. Rồi, nó cỏ này, trắng này, thấy không? Rồi. Before you get home, I say, before you get home. Okay. Rồi sau khi xong thì mình sẽ rửa cái móng ha. Đó. Chảy cái phần kia của này cho nó sát vào xíu ha. Chảy cho nó sát vào. Đó, của khách này cũng khó lắm. Mình phải chảy cho nó kỹ. Đó. Rồi chảy cho cái bề mặt móng nó mịn nó láng luôn ha. Chảy cho cái bề mặt móng nó mịn nó láng luôn. She was trying to get cut fish and that's why I'm not there with me. I'm trying to get in the pit. Cái món này thì mình sẽ lắp với hoa. Dần ra là mình sẽ chạy trắng thật là mỏng xuống luôn nha chị. She's in the military. Then she came down here. And then
she helped me. We met her at an open house, and she helped me buy my first house. Well, she was the realtor for my first house. She helped me sell my first house. She helped us buy a second one. Mm-hmm. And then when I was getting divorced, right after she was getting a divorce. Tao khi mình chạy nó luôn, chạy nó thì nó tự nó có những cái shape luôn. Nó về thấp ra là nó khó, thành ra là mình sẽ cố gắng chạy cho kỹ, kỹ ai hay là sai để cho cái là một món nó rất là mùi sốt mà mặt ván luôn đó. And he was like a week away from getting off. End up going back to prison. It was the whole thing. Found out he was talking to some girl. Yeah. End up helping. Really? Kỹ xíu đó, sau này mình nó khỏi hư gì nó hỏi khỏi nói mình hết có người này người kia. À, cái này nó chưa khô nha chị em. Rồi, cái ngón này thì mình cố gắng mình chạy cho nó bằng khoảng xuống xíu ha. Cái này không, nó không có muốn khơ từ cách mà mình làm ha. Làm thì mình làm theo sở thích, làm theo cái yêu cầu của khách nữa, chứ không phải là mình làm theo cái con mắt của mình. Đâu phải là mình nhìn thấy mình kêu đẹp là nó đẹp đó. Đối với mình đẹp nhưng mà khách nó không thích thì cũng như không. Nó là người đem tiền tới cho mình mà, đúng không? Hers took a little bit longer. Mine because of the situation, so they had to like serve him wait. Okay. No, he was, he kept getting in trouble, so he was moving around. And she technically didn't want him to get the papers, she wanted him to be served, so he knew. But she didn't want him to get the papers, so she didn't want him to be able to dispute it. To dispute nothing or how to prolong it. So, I think she's been divorced like 3.5, maybe 4 years this year. Because I've been divorced 5 years this year. Bông này thành ra là mình chạy cho nó nằm sát xuống luôn nha. Đừng cho nó gồ ghề. Không phải là sát xuống quá đâu, có nghĩa là nó sẽ mỏng hơn những ngón bình thường, những ngón kia. Để khi mà bông nó lên nó sẽ được đều và nó đẹp hơn. She like
thấy không, khi mình rửa nó tự ra sếp luôn thấy không, chưa cần phải dùng đến rửa tay nha. Đó là cái bí kíp của mình. Mà thật ra cái này là bí kíp chung mà của mình hay của ai, chẳng qua là người ta không có phải không có có kỹ thì có vấn đề là thôi. Like a laser Rồi mình sẽ quay lại cái ngón này để mình giữ cho nó đều chút ha. Rồi ha, sau khi xong rồi thì mình sẽ lấy những cái phần bột dơ, dưới móng này nha. Lấy những cái phần bột dơ, dưới móng đây. Xong hết là mọi thứ nha anh chị. Đó, cái bộ món mà mình làm rất là nhanh và không có phải tốn cái thời gian mà để dụ xếp lại ha. Đó, mình dụ chỉ cần 2-3 cái thôi là xong nha. She went when she was young, she joined the military, like, right out of high school.
Yeah, I don't need extra income like that. No, I don't. That ain't price. Okay. I ain't said I'm dead. If I wanted easy money, I'd dance with them and go dance. Rồi ha, đây ha là bộ món mà mình đã làm xong nha. Rồi cảm ơn mấy anh chị đã xem cái like của em. Rồi hẹn gặp anh chị vào những cái like kế tiếp nha. Okay.